Đi đâu vậy? Dạ mua gì? Nay muốn ăn gì? Nấu gì? Nay sẽ nấu gì giờ ăn? Nấu tôm hùm. Đây là có tôm hùm vô. Ngoài tôm hùm ra nấu gì nữa? Không biết. Đi mua lobster nè bạn ơi. 16 đồng một phao. Bây giờ sale xuống còn 14 đồng một phao. Hello các bạn. Hôm nay là cũng là sinh đề. Hôm nay mình mới đi làm về, ông xã mình mới rước mình đi làm về á. Định đi ra ngoài ăn gì đó nhưng mà mình nghĩ đi làm về mệt rất là biến quá. Cho nên nói xã mình chở mình đi chợ. Thì mình vô chợ mình thấy lobster, mình mua lobster với tôm hùm á mấy bạn. Về làm ăn cơm. Đi ra ngoài ăn cũng vậy à, thôi nhà làm lẹ mà. Ok, giờ mình quay, ông xã mình quay cho mấy bạn coi đi. Mình mua hai con. Nè hai bạn. Cái này là lobster mình mua mấy bạn, mới mua. Nó còn nhúc nhích nè mấy bạn. Nhưng mà hồi nãy lúc mua mình kêu người ta cho mình nước đá để bỏ vô khi mà mình về á là nó chết là vừa rồi, tại vì nếu mà mình làm còn sống á nó sẽ bị rụng càng á mấy bạn. Đó đây nè. Giờ mình mua hai con nha mấy bạn. Để ăn với cơm. Cơm trắng. Ok. Còn ở đây á mấy bạn, ví dụ cái này là mình để mình bỏ hai con đó lên hấp đó. Nhưng mà mấy bạn biết ở dưới đây là cái gì nữa phải không? Mình thấy có cua ngon quá nên mình mua. Nè mấy bạn, cái này là ghẹ mấy bạn. Mình nhìn bên Mỹ mình kêu là cua nhưng mà ở Việt Nam là ghẹ mấy bạn. Mình cũng mua khoảng 4 thao ghẹ để tụi mình ăn tối nha. Mấy bạn ơi, hai con tôm bây giờ mình đã bỏ vô nồi rồi mấy bạn. Mình sẽ hấp nó thôi, mình không có làm gì hết, mình chỉ hấp thôi. Bữa cơm tối mình đã chuẩn bị xong rồi nè mấy bạn. Giờ mình đang lên mâm đây. Bây giờ có mời, cơm nè, có tôm hùm nè, có cua nè, có bắp nè, có cái dĩa gì đây, xà lách nè, thấy chưa? Đó. Mời mấy bạn cùng ăn đi, có bụng quá là chỉ mới nổi. Dĩa tôm hùm nè, dĩa cua nè, ba món thôi, bắp nữa. Mời mấy bạn nha. Mình lên mâm rồi, mình đói bụng quá mấy bạn ơi. Ăn nha, nó bụng quá rồi. Mình ăn tiệc lớn nha mấy bạn. Ăn mừng bao nhiêu, được bao nhiêu người rồi. Bao nhiêu người coi. 600 subscribe. Nó 600 thôi lớn gì đâu. Mà được mày 600 subscribe mấy bạn, mình ăn mừng đi. Thật sự ra nói vậy cho mình vậy là vui rồi. Nói vậy là cũng vui rồi. Vậy đi nha. Cái bụng đỏ rồi. Hôm nay bà đặt uống rượu nữa mấy bạn, đâu biết uống rượu đâu, hôm nay tự nhiên bà đặt uống rượu. Rượu tốt á. Rượu đỏ hả? Giờ ăn gì trước? Ăn lobster trước hay ăn cua trước? Whatever. Bạn sẽ ăn gì ăn? Dạ ăn lobster trước đi. Con này con nhỏ mấy bạn, cầm lên đi. Cầm lên. Chụp tấm hình đi. Chi. Rồi, ăn đi. Con này con bự, con của chồng mình là con bự, con này con nhỏ. You sure? Yeah, nhìn coi, ông sẽ nhìn coi coi gì mà xua. Các bạn nhìn coi mấy bạn. Chồng mình nó dữ xua. Nhìn ngờ quá. Hấp dẫn chưa. Ôi trời, nước quá trời luôn nè mấy bạn. Nước quá trời nước luôn. Cái đầu, mình thích ăn cái đầu luôn nè. Ăn cái đầu. Mình sẽ cho chồng mình ăn cái mình nha mấy bạn. Mình ăn cái đầu đi. Không có đồ kẹp cua quá vậy. Có nè. Ông sẽ lấy giùm vợ cái muỗng được không? Cái muỗng. Cái muỗng nhỏ thôi nha, muỗng cà phê á. Đó. Mình thích ăn mấy cái gạch đó mấy bạn. Thôi vậy thôi, khỏi đi. Nước quá trời luôn rồi. Mình mở ra như này. Nhanh đi, nhanh đi. Vậy ăn hai cái đầu là nhiều lắm rồi đó. Còn mình thích cái món này lắm mấy bạn. Rất là ngon mà, rất là ngon. Nó dai lắm mấy bạn.
trong nó có bao nhiêu đây nè mấy bạn. Nãy giờ đâu có nhiều lắm đâu. Coi nè, mẹ nhìn thử đây. Ồ, nó có bao nhiêu đây thôi, không có nhiều. Đây cái càng nó nè. Ok. Cái càng của nó nè. Nước chảy. Cái càng của nó mấy bạn. Mời mấy bạn nha. Nè cái miếng này, tại chỗ này nó có gạch là mình ăn hoặc còn chứ mình sẽ cho. Là cái cá miếng ớt nữa, ok. Wow. Ngon không? Holy cow. Ngon không? Giống rồi. Rất là ngon. Dán đi, giờ đất ơi. Giờ ăn nhiều thứ mà, giờ đi ăn hết. Nhiều quá thôi, dán đi. Dán cái này. Hai chồng ăn dở. Người con sang đủ, con đủ rồi. Muỗng đâu? Lấy muỗng đâu? Không phải muỗng đó đâu. Giờ kêu không cần. Không thể được rồi. Cái gạch đó này. Người con trời rất nhiều. Ngon quá. Giờ mình hai giường chồng. Mình ăn hai cái đầu chồng, mình đâu ăn đầu đâu mấy bạn. Thật sự ra không? Mình ăn đầu. Ăn gì vậy? Đủ biết không? Ăn nhiều quá bị cholesterol á. Mua hai con này là 5 pound cũng khoảng 40 mấy đồng, tại vì 14 đồng 1 pound, 16 triệu đồng chứ. Đúng không? 13-14 đồng gần 6 triệu đồng. Ừ. Gần 6 triệu đồng phần hai con này, hai con này 6 triệu đồng. Với cua này bạn mười mấy đồng ha, 15 đồng. Ừ. Cua rẻ hơn lớp tròn đấy hả? Ừ, cua thì có 3 đồng thao thôi, còn cái kia là 15 đồng. Ừ. 14, 16 đồng nó sale còn 14 đồng. Hấp dẫn. Cái đầu nó cũng có thịt đó nha mấy bạn. Dạ, cái mình đi kia đầu lắm gì. Cái đầu có sô có nè. Nổ. Chồng mình kêu cái đầu ngon vậy mà bây giờ mình kêu mình đừng có ăn mấy bạn. Có mấy lần mình mua tất cả là 5-6 con. Nhưng mà giờ mình nhiều năng quá trời, mình ăn quá sức. Tại vì thật sự đâu mình ăn 5 con cũng được, mà ăn nhiều không tốt mấy bạn không. Có năm mình đi lên lên Florida mấy bạn. Ở đây Florida chơi. Orlando mấy bạn. Nó có buffet. Sẵn nói đi. Không buffet mà tự chọn á. Uh-huh. 5 triệu đồng phần. Mà ăn lobster thoải mái, cua thoải mái. Uh-huh. Mà vui lắm. 50 đồng nhưng mà nếu mà bạn tới trước 5-6 giờ thì bạn được còn 45 đồng. Đại khái vậy. Hai vợ chồng đi từ Houston lên thì bị giờ nổi á, thay đổi giờ, cái Florida giờ nó khác chút xíu mình không biết á. Ừ. Mình tới đó là đúng giờ của nó, trước giờ 5 phút mình vô, cứ nông chồng vô nó tính giá bình thường hả, tại sao thì mình không biết, nó đổi giờ, cái giờ nó khác giờ chút xíu. Ừ. Đâm ra mình tính theo giờ của mình. Ừ. Cuối cùng ra mình phải trả giá đủ cho nó 52 đồng một phần. Mình ăn cũng ngon lắm, mình ăn 8 con. Ừ. Mấy bạn tin nổi không, chồng mình ăn 8 con. Ăn 8 con là stop à. Ừ. Tại vì không muốn chết á. Bữa đó mình ăn cũng được 2 con đó mấy bạn. Từ sẽ mình ăn được nhiều hơn 8 con nhiều. Ăn con này hấp dẫn các bạn ơi, ăn hoài. Ăn hoài được hoài mà không có khó ngừng lắm. Mà vợ chồng mình ăn thích ăn ăn mà nó vậy thôi mấy bạn. Luộc lên á. Hấp lên. Không thích là không thích làm chế biến nhiều mấy bạn. Mình thích hấp à. Không có thích, không có thích chế biến. Tại vì ăn như vậy nó ngọt cái thịt đó. Thịt nó sao phải ra vậy? Nước nhiều quá mấy bạn. Nước quá trời luôn. Cái pho đang ăn mình nhớ hoài luôn. Có dịp mà lên rồi, phải lên chỉnh. Ăn nữa. Ở gần cái khu mình ở nó không có, mình không biết làm sao nữa. Không có. Nó không có cái kiểu buffet vậy. Không có lớp tờ, không có buffet lớp tờ. Hồi xưa có nhưng bây giờ hết rồi. Xong rồi mấy bạn, mình ăn xong cái này. Bây giờ chắc mình lên mình ăn nhiều quá là lỗ rồi sao. Mấy bạn buông nhảy nha. Vậy ăn càng không? Không, vậy ăn đi. Càng cũng ngon vậy không? Càng không to bằng. Ừ, ok. Nhỏ. Càng to lắm. Cái này kinh khủng luôn các bạn.
Ủa nghe nói chồng mở cơm ra ăn với lớp tờ mà việc mà chồng ăn cơm ăn vậy đi cắn đi cắn gì có chút xíu vậy nó muỗng hả đũa muỗng hả mình thích ăn cơm tấm mà lớp tờ mà khi mở lớp tờ ra mình quên cơm tấm sao mà cái thịt nó dai quá đi ha, cái thịt nó nè, sao kinh khủng, đây hấp dẫn, quá trời thịt luôn các bạn, nè không gắp, ăn mà cứ nhường qua nhường lại mấy bạn, dặn đi, dai quá, mình bằng áo con mèo nữa, có con mèo. Cái con Việt Nam bao nhiêu pao vậy? Mắc không? Bao nhiêu tiền pao? Ừ. Con này bên đây là khoảng chừng 14 đồng một pao. Có khi nó sale chừng 10 đồng 12 đồng. 1 triệu tới 1 triệu là mình nói là giá căn bản nha mấy bạn. Giá thật giá rẻ quá. Hình như 1,5 triệu. 1,5 triệu 2 triệu. À, hả? 1 ký hả? 1,5 triệu 1 ký. Ừ. Vậy là 1,2 triệu 1,3 triệu 1,5 triệu 700 ngàn một pao. Để cho ngàn một pao khoảng chừng 30 đồng một pao. Wow, mắc gấp đôi. Mình thử xong con của mình rồi đó mấy bạn. Ngon ghê. Okay. Cho đi hai cái càng của nó luôn này, giờ không ăn càng nữa. Nhiều ăn đi. Giờ không ăn nữa, giờ chỉ ăn cái đầu của nó thôi. Tại giờ biết không sao sẽ không ăn đầu mấy bạn. Cái đầu con này là con bự nè mấy bạn. Mình sẽ đem cái đầu của nó. Chồng mình không ăn đầu đâu. Mình ăn. Đầu nó tốt. Cholesterol mà. Cái gặp của nó mấy bạn. Mình thấy có nhiều đem mức ăn buffet mà ăn buffet mà ăn mình mở ra đi chồng mình luôn mấy bạn, để mình mở ra thank you vậy. Có nhiều người đem buffet mà ăn lobster bạn không thì mất càng vậy hả? Ừ. Bỏ càng bỏ bạn. Càng đó mấy bạn, mình thấy như vậy là xong. Không có được các bạn dăng sorry dăng dính mặt giờ rồi sorry yeah, giờ ra tắm làm gì sáng mắt không vậy kẹp cái răng đầy lên mặt luôn rồi mấy bạn. Mình coi nhiều bạn ăn trên, nhiều bạn trên YouTube á ăn lớp tờ mà bỏ càng á, mình thấy phí các bạn. Đừng có làm như vậy. Mình mà vợ chồng nấu phê là không còn cái gì chứ. Cái gì cũng ăn hết. Bỏ mấy bạn cái gạch của nó màu đỏ. Cái đồng ý là mình đã cho tiền rồi. Cái gì vậy? Cái gạch đúng không mày? Không biết không? Chả không? Thôi dán đi, dán đi. No. Con này con bự mấy bạn. Của chồng mình. Để cho chồng mình ăn cơm. Nghe với cơm. Mình dừng suốt. Mình sang cái đầu này. Để ăn cơm. Ăn cơm. Giận quá mấy bạn ơi. Thấy không? Mình ăn hai cái đậu úi chết rồi mấy bạn ơi. Ăn cái này nó dăng quá. Trên đầy hết người mình luôn mấy bạn ơi. Rất là ngon. Thật rất là ngọt. Ăn cơm này với... Con này bự gạch nhiều quá. Ăn cơm này với lại... Ăn cơm với con này có ngày chắc mình ăn được luôn. Đấy quá. Đấy quá mấy bạn. Quá trời đẹp. Quá trời đẹp. Cái gì? Cái gì là nước mắm? Hử? Gầm tắm lớp tờ có nước mắm. Thôi, ăn muối tiêu chanh đi. Ngon mấy bạn, hấp dẫn. Mẹ có lên Florida chơi á, ghé có tiệm ăn là mình cũng quên tên rồi. Nó có hai tiệm. Ừ. Mấy bạn cứ lên giả, search là nó ra. Ừ. Nó có hai tiệm mấy bạn. Vô Google á. Uh-huh. Vô Google mình search cái tiệm mà
rất là buffet á. Ừ. Ok ra. Đừng bỏ lỡ cơ hội nha. Ăn ngon lắm. Tụi mình chạy lên là 10 tiếng. Hả? Có 15 tiếng chứ. Hả? 15 tiếng chứ, 10 tiếng gì? Để xe á. Là 15 tiếng lái xe. Nhưng phôi ra thì chồng đi được mấy lần rồi, hai chồng thích. Ở Việt Nam rất tròn mắt quá mấy bạn. Mình về bên Việt Nam mình thấy mẹ mình mua cho mình ăn nước mắt quá. Mà mình không thích ăn lắm không? Sao bao cua vậy? Cua Việt Nam cũng mắc hơn bên này nữa. Cái gì ở bên Việt Nam cũng mắc hơn á. Thực sự không? Seafood ở bên Mỹ rẻ hơn ở Việt Nam đó mấy bạn. Ngủ hả? Việt Nam bóng mắt quá à. Bữa mình về mấy mình. Các bạn biết cái tiệm cái tiệm lobster mà của ngon ở ngoài Sài Gòn mấy bạn. Nó tên là Hoàng Long mấy bạn. Không biết mấy bạn có ăn qua chưa thì mình không biết. Nhưng mà mấy bạn có thể search lên mạng coi á. Cái tiệm Hoàng Long mấy bạn. Hồi năm ngoái mình về. Mình thấy không? Vợ mình về Việt Nam mình có coi clip vợ mình thì mình thấy không? Ừ. Tại Việt Nam có cái tiệm mà bán ăn búp lớp tờ thoải mái. Cũng ngon cái gì ạ? Bao nhiêu tiền? Mắc không? Lớp tờ thoải mái. Ờ cái chỗ đó thì bạn một người khoảng 700 mấy, 800 ngàn mấy bạn. Là khoảng 40 đô. 30 đô. Ừ. Rồi rẻ Mỹ. Chỗ đó đó mấy bạn. Nhưng rẻ Mỹ nhiều rồi. Nhưng mà cái đó là nó nói là lớp tờ sống. Nhưng mà thật ra nó chết rồi mấy bạn ơi. Ăn cũng ngon lắm. Nhưng mà chết làm sao thì nó mới chết thôi. Chết rồi. Nó có cua nữa mấy bạn. Ngon á. Cái đó là cái nhà hàng của Liberty á mấy bạn. Ở ngoài Sài Gòn á. Ờ Liberty. Liberty á. Còn mình nói là cái chỗ này á là lobster còn sống luôn nha mấy bạn. Nó đem ra bàn cho mình coi rồi nó sẽ hỏi mình chế biến. Muốn làm cái gì cái gì. Nó chế biến cho mình. Là 1 ký hình như 2 triệu hay 2 triệu rưỡi á mấy bạn. Hồi đó mẹ mình mua một con lobster đó. Như mấy món thôi đó. Mà ra 5-6 triệu á mấy bạn. Khoảng 300 đô một bàn. Mình coi Việt Nam mình thích quá. Nếu có dịch năm sau mình Việt Nam. Mình vô buffet, nghĩ chắc buffet nó chạy quá. Cái đó không phải buffet. Nhưng mà cái chỗ giờ ăn Liberty á là buffet. Mình nghe gì nói Việt Nam mình ăn á, hay nhìn mình biết là giờ mình có cảm giác không chứ. Về mình ăn nhìn nhiều nắng được đâu. Ăn được, ăn ít hả hay sao? Hả? Ăn được, ăn ít hay ăn nhiều? Ăn không được có nghĩa là ăn không được nhiều lần á. Đi ăn lần thôi nhưng ăn cho hết nhiều không. Thật sự ra mình nói á, mình về Việt Nam á, mình muốn mẹ mình muốn ăn với em mình muốn ăn á, mình muốn đi ăn với ba với mẹ mình thôi. Chứ thật sự về Việt Nam mình chỉ thích ăn ốc thôi mấy bạn. Mình thấy ốc rẻ. Ốc rất là ngon. Nhưng mà nếu mà nói seafood tôm hay là ghẹ đó, ở bên Mỹ mình nhiều mà rẻ nữa mấy bạn. Còn bên Việt Nam mắc quá. Mình coi những cái video trên YouTube á, các bạn á. Ốc rẻ quá, rất là ngon. Hồi nãy nhắc ốc nhớ sao giờ nó ốc vậy. Ho nhiều thứ. Nhiều quá hả? Nhắc tới ốc mình nhớ. Bữa mình về Việt Nam mình ăn ốc hương á, mẹ mình mua ốc hương hình như có 200 ngàn ký rồi mấy bạn. Thì mình làm hoài luôn, làm tới mình thấy mình sợ luôn đó mấy bạn. Cái lúc trước mình có ăn ốc đó, mình kể bạn nghe đó, nó gần 12 đồng một pound. 14 đồng xe 12 đồng, có khi xe 10 đồng. Như là ốc móng tay á, ở Việt Nam cũng rẻ không? Có 100 lâu, ngàn. Lâu lắm rồi mình chơi móng móng tay vậy. Có 100 ngàn ký ở Việt Nam. Xưa xã giờ hay đi ăn tiệm á, cái tiệm ở người Hoa đó. Mắc quá mấy bạn, bên đây ốc bên đây mắc. Ốc của bên đây mắc mấy bạn. Nhưng mà seafood thì rẻ. Thật sự ra mà nói mình, nếu mà mình về Việt Nam á, mà vô ăn một bàn, một con lobster ăn một bàn đồ ăn thôi ra 300-400 đô. Nếu mà mình cho mình đi ăn mấy bạn. Tốt tiền. Một lobster mà 300 đô. Man, way too much. Thì ông xã nghĩ đi. Một ký của nó là 2 triệu tới 2 triệu rưỡi. Thì con đó ra khoảng 2 ký mấy là phải 5 triệu chưa. Đúng không?
Rồi còn phải chế biến nữa. Mấy bạn lên mạng sạch thử đi, tiệm ăn Hoàng Long đó mấy bạn. Kế bên ngay chỗ hình như đập kế bên ở sau lưng ở sau lưng không chỗ đó là chạy lại mình quên tên rồi mấy bạn. Việt Nam bây giờ sửa đổi nhiều quá mình quên rồi. Mà nằm gần gần cái tượng ngay chỗ mà ấy mấy bạn, cái chỗ mà thành công an hay gì mấy bạn. Chỗ đó đó chết là nhiều. Ok, bây giờ video nó cũng dài rồi, chưa ăn được cung nữa. Nói chuyện không à, chưa ăn được cái món gì hết. Mấy anh có lớp sờ không à? Đã mười mấy phút rồi, mình không muốn cho mấy bạn phải mất thì giờ nhiều quá. Thật sự ra thì mình quay mấy clip này cho gia đình coi thì tiện cho mấy bạn coi luôn. Tại vì mấy bạn không ai coi tới 18 phút đâu. Thành ra mình biết vậy mình tắt. Ok, thôi mình xin chào các bạn, hẹn các bạn clip sau nha. Okay. Mong các bạn đón nhận video này. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye mấy bạn. Thank you. Mình sẽ ăn cua.